ngoại thất rất là đẹp, thiết kế đầu xe thể thao mạnh mẽ và sang trọng, đèn xe thể thao hẹp, sử dụng đèn led, đèn xe đèn led luôn, led phản xạ đa hướng, quá đẹp, quá tuyệt vời ha. Quá tuyệt vời, ăn hàng hot luôn, này có khi hot hơn, có khi có led ban ngày luôn, led giải ban ngày, chuyện thì hơi giống CRV, con này có khi hot hơn Fortuner, thôi nhưng mà giá, giá mềm, tôi sẽ bắt chết liền, không định giá thấp mà, hồi nãy đó. Ông xe à, thiết kế ngoại thất đẹp quá. Quá đẹp. Đèn phanh sau, đèn hậu led đẹp quá trời. Quá trời đẹp. Báo phanh trên cao led. Thất rất là đẹp. Vô lăng mạ bạc. Có đầu DVD, à, nút đề start stop, điều hòa tự động, thiết kế rất là đẹp, số tự động, sau và nó sau cấp. Anh Hiếu, em xin phép một tí, có vụ bên máy đó nhá. Ghế ngồi, ghế người lái ngồi rất thoải mái, chỉnh cơ 6 hướng. Năm điểm hết. Con này lằng nhằng. Con này phải xứng đáng. Đối thủ cứ 4 điểm. 3 điểm ta thắng. Đối thủ 2 điểm thôi bác. Thôi 4 đi. Xanh tí đi. Khổ lắm. Đây. Gương chỉnh đèn, gặp đèn.